Còn ở đây là mình đang nấu nó nấm đông cô nha bà con. Đặng mình là hầm mà bữa nay thứ bảy mình hầm trước rồi cái chủ nhật mình đem lên chùa mình mới nấu. Tại hầm cái này lâu lắm rồi mình sắt ra. Ngày mai mình làm món mới cho bà con trên giáo hội ăn. Mình làm món đồ ăn của Nhật cho mấy bác cho anh thử món mới của mình. Đó giờ đang nấu mà nấu khoảng nấu cho cái nấm nó ngon á, nhất cũng phải 3 tiếng trở lên bà con nó mới ngon. Đó, 3 4 tiếng đó, càng lâu thì càng mềm, càng thơm, càng ngon, không có gì hết á. Xin chào cả nhà, bữa nay mình nấu món Nhật là gia sai the tiria gia thi, không biết đọc có đúng không nha bà con, tại cái đó là của tiếng Nhật á. Thì do giống như là rau cải xào với tà hủ chứ không có gì hết á. Tà hủ ăn thua mình làm cái nước sốt để lên thôi, để nữa mà mình biên chữ lên cho bà con coi chứ mình đọc chắc chặt lắc rồi đó không đúng rồi đó. Cô Lan hầm là nấm đông cô nè, bây giờ cô Lan ra sắc ra mới ăn ngon. Mình làm cái món đó đó, biết sao mang nhà khi sỏi cắt cái chúng to phải không nè. Giờ nấu cũng nấu cái này càng lâu nó càng ngon nha. Bây giờ cũng miếng ra là 3 thứ 6, 3 miếng bao nhiêu chút mình một thứ. Ngộ cái mang bao tải gì khó làm mà con ngu nó chạy chạy như thế. Cái thứ hơi bằng miếng không? Cái này để ra đâu? Bây giờ mình cắt cà rốt nha bà con. Ngô đẹp chứ bà con. Dao ở đây anh Thành nóng gọt lơ mơ vô tay đó, bén dữ lắm. Lủng miếng nè. Ăn dụng cái gì đẹp. Mày trẻ xe xuôi gì đây nhưng có đâu. Chú vô gì không ăn thằng gì? Không gì đi, sắp tới. Gãy. Cái móng tay này nó dư. Bây giờ đó mình chắc cắt trái skinny. Ngày qua nó có trái skinny màu vàng, nó gì đẹp đẹp lắm. Ngày qua cái cô Lan tính mua rồi, giấy quay hồi quên, nó lo lửa này nó quên. Nó cũng bằng giá với cái này nha. 7-8 đồng những cái gì? Đồng gửi. Ở đâu rẻ vậy? Trời trời. Trái skinny ta tới 6 đồng á. 6-7 đồng á. Cho ông má đậu que biết nhiêu không? Đậu que 11 đồng. 7 6 đồng nhân chính à. Ở trên câu 11 đồng. 6 đồng. Có khi 2 đồng nữa cô Lan ơi. Chết rồi sao rẻ chứ mà. Vậy là mình đi mua đồ mắc à bà con ơi. Nói với cô cháu thì 6 đồng không, mình đi này. Mình đi làm mấy tiệm thổ á, bây giờ rẻ lắm. Vậy hả? Cho thổ chăng á. Đâu thổ vậy? Tụi thất kỳ á phải không? Kỳ á. Đừng có vô shop ở Việt Nam mắng mắt cô la. Không, này cô Lan mua khâu. Ở Đà Lạt rồi. Ở khâu. Không mua Đà Lạt. Ở Đà Lạt. Ở Đà Lạt cô Lan nhớ rồi. Rồi. Vậy hả? Vậy nữa tao chạy lên Đà Lạt tao mua. Không mà tốt tiền xăng hơn. Không, cái gần nhà cũ con hồi xưa á trên lắm. Chỗ đi đồ á. Chỗ sắp quay Đà Lạt á. Cô Lan biết một lần cô Lan hồi đó ưa đi á đó lắm. Cô Lan biết hồi đó nó sắp quay nó ế lắm, bây giờ cái nó giờ sung mà. Bây giờ trái cây rồi nó mở nó bán. Hai mấy năm mà cô Lan đâu có đi đó nữa đâu, giờ nhà tới giờ không có đi, hồi xưa là trời ơi đi hoài cái gì đâu. Còn cái trái gần đó luôn, cái trái lê mà cô nấu súp trên đó mà đang bán 1 đồng 99. Rồi, ở dưới này là 4 đồng đó. 1 đồng 99 thì quá trời. 4 đồng vậy là đồ chấm ghẻ quá rồi. Đi vô đó còn không cái vô góp video. Mấy cái sốt. Bông cải xanh này nè, bà đằng kia 8 đồng cô Lan về khâu mua 6 đồng đó. Cái này 5 đồng hả? Cũng 99 hả? 8 đồng á, cái bông cải về khâu cô mua. Có khi 3 đồng à.
Đây, xin chào cả nhà nha. Bữa nay mình làm món mới Nhật nha, món đồ ăn Nhật nha bà con. Đây tà hủ, giá, cà rốt, trái skinny là trái skinny là không biết bé ngồi, bông cải, rồi nấm mình nấu 3-4 tiếng ngày qua, bây giờ mình xắt ra chút xíu nữa, cái này mình làm cái nước sốt đó. Mình quên mất tiêu cái cải bắc thảo rồi bà con ơi, thiếu mất cải bắc thảo rồi. Thiếu một món cải bắc thảo rồi. Bây giờ bắt đầu mình trụng cà rốt trước nha bà con. Rồi bây giờ bắt đầu mình trụng bông cải bà con ơi. Cái này mình trụng chung luôn nha bà con, khỏi vậy. Đây trái skinny. Đáng lẽ phải có cải bắc thảo rồi quên mất tiêu rồi bà con ơi. Đang quên này. Cơm ngon hả chị Phút? Bây giờ mình tắt lửa, mình để nó ra bà con ơi. Tắt lửa mình bưng quanh kia mình để nó ra. Bây giờ ở đây mình làm sốt nha bà con. Cái nước, cái nấm tôm khô mình nấu mình sắc xong mình để ngược vô. Bây giờ mình làm sốt. Giờ mình để ABC sốt vô. Nếu bà con không có cái nấm tôm khô nấu thì bà con mua cái nước sốt mà nấm tôm khô chai á. Mà này mình có cái sốt nấm nấu rồi nên mình phải mình không cần, mình chỉ để ABC sốt vô thôi. Cái này ABC sốt nữa. Chưa má, để con chiên. ABC dạ dạ. Má để đó con, để đó con. Để con chiên loại giòn ăn mới ngon, loại đồ Nhật ta ăn hủ giòn mới ngon. Này dậu hả? Dạ, dậu mới á má. Dậu mới má. Con thích chiên nhiều cho nó dễ. Dạ. Rồi chúc bà con phải bậy bột vô nha. Bây giờ mình làm cái sốt trước đi. Cái
cái này tùy bà con khẩu vị nha, tại mình làm nhiều cho chùa mình không biết sao mà công thức nữa, tại mình nấu nhiều lắm. Rồi bây giờ bắt đầu mình để bột niêm chay vô nha. Tại ngày hôm qua cái này là mình có để một miếng đường với một miếng bột ngọt, miếng muối trong này rồi bà con. Bây giờ mình bỏ bột niêm vô thêm 2 muỗng bột niêm đi, mình coi nó sao. Ngon quá bà con ơi, ngon quá. Wow, bây giờ bắt đầu mình bắt lên mình nấu nha bà con nha. Dạ. Wow, còn cái mặt nó còn lát bà con ơi. Đó. Rồi cái này mình niêm miếng là ngon rồi nha bà con nha. Được rồi, gọi ăn dưới này nữa bán giấy rồi. Cái hậu này là ngọt ngọt nha bà con, ngọt ngọt mặn mặn, tại đồ Nhật á nó hơi ngọt ngọt nha. Rồi, lấy cái chén đi vậy. Bây giờ mình mới quậy một cái chén đi cho nó chế lên cho nó hơi sẵn sẵn. Ai ăn thì tự đó, bà lấy chén cho con. Ngon quá bà con ơi. Hồi từng rồi mình ăn ngon quá, cái mình về mình thấy dâu mình ăn thử ngon quá. Bây giờ mình làm cho bà con đó chứ hồi ăn thử đây. Đó. Rồi được rồi đó bà con. Sôi vậy sôi lên là được rồi đó ha. Rồi đầu giờ mình tắt lửa. Chắc bác nhiên nhiều con, cái mắt cái mặt con nó hực hực lên nóng quá. Nhiều không? Nhiều mới chút 3 bớt đi không? Không phải nó không có. Ờ vậy hả? Không ạ, cô đang xuống ra bớt nhiều quá. Đó, lỡ bạn đi mà bà lấy cái vết ra đây nè. Cô thấy không? Bà chào cả bà con nha, mình làm xong cái sốt đây ha. Rồi đây tà hủ má đi mình chiên giòn lại luôn rồi. Rồi rau cải ở đây xong. Rồi giá ở đây nữa. Thì bây giờ cô đẹp bắt đầu bắt ra gì nè. Đó, bắt ra y gì bắt đầu. Ờ, bao tay bẩn nè em. Đó, bây giờ bắt đầu mình múc cái nước sốt ra thôi. Đó, chế cái nước sốt lên gì nè. Đó, mình chan cái nước sốt lên thôi bà con. Là giống thịt ở ngoài chợ Hai Phone của nhà hàng Nhật Tân nha. Đó, y ren. Đó, ngon chưa bà con? Mấy miếng đậu hũ này? Chắc con là nghĩ 5-6 miếng gì đi đẹp ơi, 5 miếng đi đẹp. 5 miếng đi đẹp. Giờ thấy sốt lên cái nó ngon. Đây. Nó ngon nữa, cái tận ngon. Nó lên ba. Rồi này chị sẵn. Đây.
Đây chị.
Mới làm mấy dĩa đó đi cho mấy con rửa chén nữa đấy. Ai cũng thế này, rửa chén không đó, để con ít tiền lát nữa ta thấy con bớt tiền. Mấy ông đàn ông là một chén không đó chị ơi, thấy không đủ đâu đó. Đầy quá. Không có đầy đâu, mấy ông là ông ăn không đủ á. Đưa đây cô Lan Trang đây. Gần hết. Hết cơm rồi cô Lan. Hết cơm mà bây giờ mấy ông ăn không đủ. Ở đây nó nấu 12 lon là đủ đó. Ừ. Mấy ông ăn không đủ. Bỏ vô cô, em có trang nước sốt lên chị Thúy. Đây không có nước sốt mấy ông. Đây cô Thúy này nha. À, cái này cô Thúy nè, cầm đi nha, cô Thúy đó. Rồi. Đây 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 đây. Rồi đây. Này có ai chị? Của chị hả? Chọn cứ lấy cái quài của chị Thủy. Rồi chén đó của ai? Đưa đây em trang cho anh ta ăn. Ủa, rồi. Đây bỏ lên. Rồi đây. Rồi em ăn chè. Đủ chưa? Đủ chưa? Còn ăn nó không? Con ăn rồi gì vậy? Cho con đi. Cho con ăn cho xin nghe hàng máu. Ủa, cái bé hồi nãy. Cái chú bắt ba là không có ăn chi hồi nãy đi. Nhắc cái dĩa đó không có đồ hũ bỏ đồ hũ em á. Trời ơi. Rồi nè. Đây. Làm rồi rồi, cái mấy người kia nó không có tàu phân loại. Đây. Ăn miếng sao cái gì? Mệt không có. Thêm rau đi, không tàu thêm rau đi. Thêm rau đi. Thế này đủ quá bạn. Để nấm đông cô cho ông ăn cho ngon. Ăn giá đâu thêm một bao nấm đông cô. Để nấm đông cô nhiều chút rồi được. Nhiều quá nó mặn bát hết. Mặn, tao ăn mặn. Tao ăn miếng nữa đi. Mặn lấy nước tương cô ơi. Mặn thì có nước tương. Rồi đây, thêm cơm. Để bỏ nhiều vậy. Đây nè. Nè, chảy nước tương nè, để đây. Thôi mặn qua bắt bắt ta ơi, mặn lắm rồi đừng có để nữa vừa ăn. Không phải ăn thử trước đi. Rồi đặng biết có đồ ăn con cháu mình ngon hay không chưa vậy, đè chế vô. Cái này. Cái con mà cái tử là như nước nước sốt chung với ừ. Con làm con biết tới đâu rồi giờ bắt cái đó của chị hả? Bây giờ tới ba cái này hồi đem sốt thì cho còn dư thì cháu xin mấy xong nãy giờ có con mày để đây cho tao chụp hình chứ coi mệt chết đi. Đây là con ơi, mình đã làm xong cái món đồ ăn của Nhật nha. Sao tại sao nhiều quá bây giờ mình chụp hình xong bà con ăn mình nha bà con. Thôi mình cũng đi ăn nữa. Ăn xong mình đi cúng. À, mời bà con mình ăn cơm mình nha. Cơm này món này của Nhật đây. Bây giờ tên món gì quên ăn chút nữa mình mới để lên cái clip cho bà con coi nha. Nó cũng giòn ngon. Hãy kiêng lại gì mới ngon. Em ăn đủ đó, không đủ rồi em chế thêm nhóc. Dạ. Ê, thấy cái gì? Hello em, ăn cơm em ơi. Hằng nguyên dĩa rồi lại đấy em. Nếu ít thì múc ít.
Chị Lan làm thử món mới ăn. Lần nào tên không mà được. Ê, cảm ơn em nhiều, ăn đĩa cơm đi. Chờ em á. Có đủ sót không đủ chăng em? Dạ. 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 Đậu hũ ngon lắm rồi. Làm đậu hũ ra. Dạ ăn cam luôn. Cái này nè. Cái này nè. Cái này đáng lẽ là ăn trong cái dĩ sắt ấy mà đẹp ngon lắm. Cái này mà để trong cái dĩ sắt á, bắt đường trong cái dĩ sắt á, nó vừa nóng mà nó ngon, ăn ngon lắm. Cà hủ chiên giòn lại ngon vậy sợ ha. Thôi tới đây mình xin rất khuyên cho bà con có thích thì cho mình xin một like ủng hộ cho mình, ủng hộ hai chồng mình. Thật cảm ơn nhiều. Xin chào cả nhà, bye.